Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 79. Cộng đồng người Việt Nam ở các nước trên thế giới có những hành động thiết thực để hướng về quê hương, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tiến sĩ Phan Bích Thiện đã trở thành người nước ngoài duy nhất lọt vào danh sách 21 nhân vật truyền cảm hứng ở Hungary. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 500 khách mời đến từ cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế ở nước sở tại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đã điểm lại mốc son lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 và truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng phát triển đất nước. Đại sứ cho biết quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hơn 20.000 người Việt Nam tại Singapore đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại và quan hệ song phương. Đại sứ cũng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con và bạn bè quốc tế đã chia sẻ ủng hộ về tinh thần, vật chất với người dân trong nước sau cơn bão số 3 vừa qua. Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan Sri Leng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực cũng như triển vọng tươi sáng của quan hệ song phương Việt Nam-Singapore thời gian tới. Thưa quý vị, những ngày qua, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách, cộng đồng người Việt Nam ở các nước trên thế giới đã có nhiều hành động thiết thực để hướng về quê hương, giúp đỡ đồng bào đang bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ngày 19 tháng 9, kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để trao tượng trưng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng do kiều bào Thái Lan quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo Tổng hội Người Việt Nam toàn Thái, thì đây là số tiền do kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đã bước đầu quyên góp được và đã được chuyển về tài khoản Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với đó, một đoàn kiều bào tại Thái Lan cũng đã trực tiếp về nước để chia sẻ về những khó khăn mất mát mà đồng bào trong nước phải gánh chịu do cơn bão số 3. Hiện nay, vẫn còn có nhiều bà con đang tiếp tục đóng góp, ủng hộ đồng bào trong nước và Tổng hội sẽ tiếp tục cập nhật để gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới bà con kiều bào tại Thái Lan, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả mà bà con phải trải qua khi ngập lụt đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương phía Bắc, Đông Bắc Thái Lan. Đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của bà con cùng sẻ chia giúp đỡ về tinh thần và vật chất đối với địa phương sở tại. Còn tại châu Âu, với tình nghĩa đồng bào, Liên hiệp hội người Việt Nam trên toàn nước Đức do ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đứng đầu, đã phát động chiến dịch ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong nước. Chỉ trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, thì hàng nghìn người Việt tại khắp mọi miền trên toàn nước Đức đã tới Trung tâm Thương mại Đồng Xuân để hưởng ứng lời kêu gọi. Tổng số tiền thu được là hơn 150.000 euro, tương đương với khoảng 4,2 tỷ Việt Nam đồng. Trước đó, thì ông Võ Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long cũng đã trao 6.000 euro cho Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức để ủng hộ bà con vùng thiên tai trong nước. Ngay sau lời kêu gọi từ phía Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão số 3, những ngày qua, tại Trung tâm Thương mại Sapa đã liên tục tiếp nhận được sự quyên góp đến từ các cá nhân, tập thể, các hội đoàn, hội đồng hương và các câu lạc bộ người Việt trên toàn Cộng hòa Séc. Tính đến ngày 16 tháng 9, qua 3 đợt quyên góp, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã quyên góp được hơn 3 tỷ 300 triệu đồng. Dành cho quỹ của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó đợt 1 số tiền quyên góp được là 2,6 tỷ đồng, đợt 2 số tiền quyên góp được là 700 triệu đồng và đợt 3 là 800 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, tôi cũng ra lời kêu gọi quyên góp đối với các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội cũng như là cộng đồng người Việt Nam
tại châu Âu nói chung, và cũng rất hy vọng rằng cái quyên góp này sẽ chung tay cùng với nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để chia sẻ phần nào cái khó khăn đối với các nạn nhân của cái cơn bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa đã tiến hành các hoạt động quyên góp hỗ trợ bà con, những nạn nhân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Việt Nam vừa qua. Không chỉ những tiểu thương tại đây hết lòng ủng hộ hoạt động này, mà các du khách, những bạn trẻ cũng hưởng ứng hoạt động nhân văn và ý nghĩa dành cho đồng bào ở quê nhà. Cái này là một cái điều làm nhân văn nhất và ý nghĩa nhất. Chúng ta là người Việt Nam ấy, gọi là có một câu nói là dậu ơi thương lấy bí cùng. Tất cả chúng ta là sinh ra trong một cái dân tộc mà yêu nước và yêu dân tộc mình, rất muốn là một cái gì đó làm dù là ít dù nhiều ấy để chia sẻ cùng với bà con ở vùng lũ bão. Chương trình quyên góp tại Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Trong đợt 1, số tiền quyên góp được là 2,6 tỷ đồng. Trong đó, 1,8 tỷ đồng sẽ được Hội Người Việt Nam tại Séc chuyển về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền còn lại sẽ được một số hội đoàn và các cá nhân trực tiếp chuyển về trong nước, gửi đến cho những nạn nhân là người thân trong gia đình của chính những người Việt tại Cộng hòa Séc. Từ ngày 15 đến 18 tháng 9, các chuyến xe Nghĩa Đồng Bào của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc VKBIA và Thiền viện Trúc Lâm Long Đức tại Đồng Nai đã được tập kết tại khu vực tập trung cứu trợ của tỉnh Yên Bái. Các chuyến xe chở hơn 60 tấn hàng hóa, bao gồm thuốc men y tế, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Đoàn công tác đã tới hai huyện Trấn Yên và Lục Yên, hai vùng rốn lũ tại tỉnh Yên Bái và trực tiếp trao tặng hơn 1.000 phần quà và 500 triệu đồng tiền mặt cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn và các gia đình có người bị thương vong do mưa lũ. Đoàn cũng đã tặng nhà đại đoàn kết, sửa chữa lại nhà cho một số hộ gia đình có người tử vong bị sập nhà hoàn toàn tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, đoàn cũng chuyển một xe nhu yếu phẩm với 8 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân bị lũ lụt tại tỉnh Hưng Yên. Tổng giá trị vật phẩm và tiền mặt hỗ trợ lần này là giá trị hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiến sĩ Phan Bích Thiện, một phụ nữ người Việt định cư ở Hungary, vừa trở thành phụ nữ người nước ngoài duy nhất có mặt trong số 21 nhân vật của cuốn sách Thế kỷ 21, Sứ mệnh 21 người phụ nữ. Đây là cuốn sách viết về 21 người phụ nữ của Hungary, có những đóng góp đặc biệt trên các lĩnh vực từ khoa học, xã hội, kinh tế, nghệ thuật đến thể thao. Tác giả cuốn sách, nhà văn, nhà báo Eszabó Attila Zoltán, đã khắc họa tiến sĩ Thiện như một điển hình cho sự kết nối giữa Việt Nam và Hungary, nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam trong xã hội Hungary. Tôi rất là vinh dự và vui mừng là được viết cái lời tựa đề cho cuốn sách là Thế kỷ 21, 21 người phụ nữ. Và tôi cảm thấy rằng là bản thân tôi cũng như là phụ nữ Việt Nam ở Hungary đã hội nhập rất tốt, là phụ nữ Việt Nam chúng ta cũng đã sánh vai với các phụ nữ các nước khác. Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực và cống hiến của tiến sĩ Phan Bích Thiện cho cộng đồng và quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Hungary. Với vai trò cầu nối của bà Thiện đã giúp cho người dân Hungary gần gũi và hiểu thêm nhiều về Việt Nam. Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, ông Lê Trọng Hà khẳng định đây là một minh chứng cho việc hội nhập rất tốt của tiến sĩ Phan Bích Thiện nói riêng và cộng đồng người Việt ở Hungary nói chung. Ngày 29 tháng 8 năm 2024 thì cộng đồng người Việt Nam Hungary đã có cái đơn đề nghị lên Quốc hội Hungary để xem xét việc công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hungary là cộng đồng thiểu số ở đây. Thì với những việc làm của tiến sĩ Phan Bích Thiện cũng như là một cái đóng góp vào tiếng nói thêm để mà khẳng định cái vị thế, vị trí của cộng đồng người Việt tại Hungary. Tại lễ ra mắt sách, khi nghe chị Thiện chia sẻ về tình hình bão lũ và những khó khăn mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu, tác giả và ban tổ chức đã nhất trí chuyển toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách tại buổi ra mắt là khoảng 21 triệu Việt Nam đồng ủng hộ cho bà con đang cần trợ giúp ở Việt Nam. Cuối tuần qua, Hội Người Việt thành phố Chemnitz và thành phố Dresden cùng các vùng phụ cận đã tổ chức Tết Trung Thu 2024 cho các cháu thiếu nhi và cộng đồng người Việt tại đây. Chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây. Cuối tuần qua, Hội Người Việt thành phố Chemnitz và vùng phụ cận đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu năm 2024 với sự tham gia của đông đảo bà con và các em nhỏ.
Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi cho các em như múa lân, đố vui có thưởng, biểu diễn áo dài thời trang, cùng nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn do chính các em biểu diễn bằng tiếng Việt. Nhân dịp này, hội đã trao tặng giấy khen cho các cháu có thành tích học tập khá giỏi trong năm học vừa qua và bà con cùng nhau phá cỗ trung thu, rước đèn cùng các cháu nhỏ. Đây là hoạt động thường niên của hội, thể hiện truyền thống luôn chăm lo cho con trẻ cũng như gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt ở xa tổ quốc. Tại thành phố Dresden, Hội Người Việt Nam thành phố và vùng phụ cận cũng đã tổ chức Tết Trung Thu 2024 với sự tham gia của hàng trăm bà con người Việt cùng các cháu thiếu nhi đến tham dự. Các cháu thiếu nhi vô cùng thích thú với màn múa lân sôi động cùng với các trò chơi và nhiều tiết mục ca hát do chính các cháu biểu diễn. Theo ban tổ chức, đây là sân chơi bổ ích cho các cháu để các cháu được vui chơi, tìm hiểu và khám phá về những nét đẹp trong văn hóa đón Tết Trung Thu cũng như những phong tục và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, ban chấp hành hội đã tặng giấy khen và phần thưởng cho một số cháu có kết quả học tập tốt trong năm học vừa qua. Thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo luôn là phong cách sống của người Việt Nam. Vừa qua thì tại nhà hát Côte du Sud của thành phố Créteil, ngoại ô Paris, hội tiếng Tơ Đồng cùng đông đảo bạn bè yêu mến văn hóa sân khấu và âm nhạc truyền thống của Việt Nam đã tổ chức lễ dỗ tổ sân khấu Việt Nam. Buổi lễ đã thu hút được đông đảo khách mời trong không khí trang nghiêm, thân thiện và ấm cúng. Trong không khí trang nghiêm, đại diện hội Tơ Đồng đã chia sẻ về ý nghĩa truyền thống ăn quả nhớ người trồng cây lâu đời của dân tộc Việt Nam, cũng như những kết quả mà hội đã đạt được kể từ khi thành lập trên đất Pháp. Những khách mời tham gia đều thành kính dâng hương, tưởng nhớ công ơn của tổ nghiệp và trình diễn những màn đặc sắc nhất trước bàn thờ tổ. Năm nay tiếng Tơ Đồng lần đầu tiên tổ chức lễ dỗ cho các thành viên của tiếng Tơ Đồng năm thứ nhất. Tôi cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm để đưa đến và giới thiệu đến các bạn tiếng Tơ Đồng một cái nghi lễ, một cái phong tục tập quán để cho các bạn biết là khi mà các bạn đến với sân khấu Việt Nam là các bạn biết là mình có một cái nguồn gốc và các bạn sẽ tôn trọng hơn, biết tìm hiểu hơn và để chia sẻ với nhau làm sao cho cái ngành nghề sân khấu, ngành nghề âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển. Với những nghệ sĩ xa quê hương, việc tổ chức lễ dỗ tổ là dịp để họ tưởng nhớ đến tổ nghiệp của mình, bởi việc gìn giữ văn hóa bản sắc dân tộc rất quan trọng và thực sự cần thiết cho giới trẻ kiều bào. Trong cái buổi dỗ tổ ngày hôm nay, tôi thực sự rất là xúc động vì đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một buổi dỗ tổ như vậy, tại vì đạo lý ông cha mình là uống nước nhớ nguồn. Tuy tôi không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng mà tôi cũng đã tham gia nhiều buổi biểu diễn cùng tiếng Tơ Đồng, đã từng lên sân khấu. Chúng tôi đã tham gia vào sân khấu và chơi nhạc. Vì vậy, việc dỗ tổ này đối với chúng tôi cũng hết sức là quan trọng. Và chúng tôi cũng coi tổ nghiệp là bậc tiền bối đi trước. Và chúng tôi rất biết ơn tổ nghiệp. 24 năm qua, Hội Tiếng Tơ Đồng luôn nỗ lực quảng bá và lan tỏa nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam, không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn thế giới, thông qua các buổi biểu diễn, lớp dạy âm nhạc. Cũng tại buổi lễ, hội đã kêu gọi sự hảo tâm của các vị khách tham gia nhằm trợ giúp đồng bào Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi vừa qua. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!